Bản thân chúng ta không thể học tập. Như vừa mới nói, thứ nhất là không có tâm cung kính. Thứ hai là gì? Có tâm cung kính nhưng xem không hiểu cổ văn. Đây là chướng ngại lớn. Chướng ngại đều có thể khắc phục. Lúc phiên dịch kinh văn, các đại đức phiên dịch kinh văn rất từ bi. Dùng điều gì? Dùng văn tự, câu chữ rõ ràng, dễ hiểu nhất để viết. Vì sao vậy? Hy vọng mọi người đều có thể đọc hiểu. Cho nên kinh Phật đơn giản hơn nhiều so với cổ văn. Kinh Phật dễ hiểu, giống như văn bạch thoại. Đúng là văn bạch thoại lúc đó, nhưng nó có nền tảng của văn cổ. Vì không có văn cổ nên không thể truyền thị. Điều này rất quan trọng. Đây là phát minh đáng nể của tổ tông chúng ta. Trên toàn thế giới không tìm được nhà thứ hai. Tổ tông chúng ta biết ngôn ngữ có thể thay đổi. Xưa và nay không giống nhau. Không cần nói đâu xa, 30 năm trước và 30 năm sau, nói rất nhiều thứ chúng ta nghe không hiểu. Lúc chúng ta nhỏ làm học sinh tiểu học, ngôn ngữ chúng ta thường dùng bây giờ không ai nói nữa. Bây giờ học sinh tiểu học nói chúng ta nghe không hiểu. Ngôn ngữ thay đổi, ngữ và văn phải hợp với nhau. Ngôn ngữ thay đổi, tương lai những văn tự này hậu nhân xem không hiểu. Quý vị xem chữ Latin của Âu Châu, ngữ văn của nó là nhất trí. Bây giờ ngữ văn đều thay đổi, văn của nó không ai hiểu. Chỉ có số ít các nhà khảo cổ vẫn chưa chắc biết được chân thật nghĩa của nó. Cổ nhân thông minh, họ phân ngôn ngữ và văn ngôn ra. Ngôn ngữ tùy theo thời đại, tùy theo khu vực, bất luận nó thay đổi như thế nào, nhưng văn ngôn đều không thay đổi, vĩnh viễn không thay đổi. Vì thế chỉ cần quý vị học văn cổ, đọc sách cổ, thì giống như đối diện với cổ nhân nói chuyện vậy. Phát minh này quá tuyệt vời. Ở thế gian phát minh dù vĩ đại đến đâu cũng không hơn được. Kinh nghiệm trí tuệ của người xưa dùng công cụ này diễn diễn truyền cho con cháu đời sau. Nếu chúng ta bất kính với tổ tông, đó gọi là đại bất hiếu. Tội này nặng biết bao. Cổ thánh thiên hiền đối với đời sau yêu thương bảo hộ vô cùng chu đáo, nghĩ ra phương pháp hay này. Nếu chúng ta học cổ văn, tôi từng nói với quý vị rất nhiều lần, 2 năm là đủ. Chỉ cần chuyên tâm 2 năm. 2 năm này là gì? Hàng căn 8 bậc trung, hàng thượng căn 1 năm nửa năm là thông. Tôi đang nghĩ cách để tìm lại vở làm văn mẫu học sinh tiểu học ngày xưa của tôi. Tôi nhớ có mấy cuốn, hình như 11, 12 cuốn gì đó. Bây giờ dọn nhà, dọn nuôi dọn tới không biết để đâu, chỉ còn lại 2 cuốn. Tôi tìm xem có ai, người khác có cất giữ nó. Đầu năm Dân Quốc, tập làm văn, bài văn mẫu của học sinh tiểu học đầu năm Dân Quốc. Bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học Hoa Văn cũng xem không hiểu. Quý vị nói trình độ quốc văn, trình độ quốc văn của học sinh tiểu học đầu năm Dân Quốc hơn sinh viên tốt nghiệp đại học Hoa Văn hiện nay. Thậm chí là tốt nghiệp thạc sĩ đều không viết được những bài văn như thế. Lúc đó khoảng bao nhiêu tuổi? 11, 12 tuổi.
Sao họ có thể viết hay như vậy? Học từ nhỏ đã học cổ văn, ngày ngày học, học 2-3 năm tự nhiên sẽ biết. Ngày xưa học đại học khoảng 6-7 tuổi, sớm thì 6 tuổi, trễ thì 7 tuổi. Coi như bắt đầu tính từ 6 tuổi đến 10 tuổi 4 năm có thể viết được bài văn hay như thế. Bây giờ chúng ta siêng năng học cũng không thành vấn đề, nhất định có thể theo kịp. Thầy giáo dạy tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam rất quan tâm đến điều này, đặc biệt là dạy những học trò phát tâm giảng kinh dạy học, nhất định phải dạy học cổ văn. Chúng tôi lúc đó học theo sách chỉ định là Cổ Văn Quán Chỉ, chọn 100 bài trong đó. Thầy nói có thể đọc thuộc, có thể giảng giải 50 bài là có năng lực đọc được cổ văn, không còn khó khăn khi đọc điển tịch của người xưa. Có thể đọc thuộc 100 bài, có thể giảng đọc thuộc 100 bài sẽ có năng lực viết cổ văn. Chúng ta tính một tuần học một bài, một năm 50 tuần, 2 năm 100 tuần, dùng 2 năm thời gian học tốt văn cổ, chứ ngày này không còn. Sau đó tiếp tục học thành tâm thành ý, sanh khởi tâm cung kính đối với thánh hiền, chứ ngày này cũng không có. Đời này nếu quý vị thật sự tin tưởng, tôn sùng lời dạy của cổ nhân, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, 10 năm 20 năm quý vị là nhà Hán học của thế giới, không ai có thể sánh với quý vị. Một bộ kinh thông, tất cả kinh đều thông. Đều do bản thân thật sự nỗ lực, hiếu học, nhất tâm chuyên chú, đâu có đạo lý không thành công.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.